sống lâu mà sống lâu không bị bệnh như hồi xưa, để xài tiền. Cái cặp đá khi mà anh ở bên Sydney, đã bao giờ anh nghe đến phương pháp gọi là chườm gan? Có bao giờ anh nghe đến cái từ hai cái chữ chườm gan chưa? Chưa nghe. Và khi mà lần đầu tiên anh nghe là khi nào? Khi tôi có người nhà của thầy Châu đó, có gửi cho tôi một cặp đá. Trước khi thầy Châu ở khoảng chừng một năm vậy đó, hay là 6 tháng thì tôi quên rồi, tôi không đụng tới luôn. Trước khi mà đến với phương pháp ấy, thì khi mà nghe thầy Châu phổ biến phương pháp này, anh có những cái suy nghĩ gì về mặt cá nhân của anh không? Chẳng những riêng tôi mà tất cả người nhà của tôi, bạn bè của tôi ở Sydney, ngay cả Việt Nam, không tin. Không tin? Tôi không đụng tới luôn, cấp luôn. Cho tới ngày thầy Châu qua, tôi mới lấy cục đá ra tôi xài. Nhưng mà cục đá tôi không biết nó hay như thế nào. Khi mà tôi lên giường tôi ngủ á, thì nửa tiếng sau tôi mới ngủ được. Bà xã tôi ngủ liền. Ý là lúc trước khi dùng cục đá? Trước khi dùng đá. Nhưng mà kể từ ngày tôi dùng cục đá đó, tôi lên giường bao giờ tôi ngủ trước bà xã tôi nữa. Chừng 2 phút, 3 phút sau là tôi đã ngủ rồi. Ngoài ra cái cảm giác về cái cặp đá, anh có những cái kết quả nào khác nữa không? Bây giờ tôi cảm thấy tôi yêu đời rồi, tuổi này U70 mà tôi ra sân như cười. U17 hả? À? U70 mà giống U17. Thì đại khái là bây giờ tôi cảm thấy trong người tôi vui vẻ, yêu đời, muốn sống lâu. Mà sống lâu không bị bệnh như hồi xưa, để xài tiền. Qua Úc làm 30 mấy năm tiền thì nhiều, so với đại gia Việt Nam công bằng nhưng dư sức xài. Mà nếu bệnh xuống làm sao xài? Phải sống lâu, khỏe mạnh, xài cho hết rồi mới đi. Thế ngoài cái ngủ ngon á, thì cái cơ thể của một người U70 nó còn có rất nhiều cái triệu chứng khác. Thì anh có triệu chứng nào mà thấy rõ rệt không? Điển hình không? Ở đây này không nói. Không nói, tắt máy đi mới nói. Nói riêng nếu nhìn cái chỗ thân mập chứ trên này không dám nói. À dạ vâng, rồi thì em tắt máy nha. Tắt đi thì mới dám chia sẻ những cái gọi là những cái kết quả rất chi là kín đáo, đúng không ạ? Vậy là được rồi, đủ rồi tôi. Dạ, cảm ơn anh. Là được. Đó là những sự thật tôi nói. Nếu quý vị không tin hay còn nghi ngờ, cứ gọi cho tôi số điện thoại 61 418 230 154, gặp tôi tên nói chuyện tôi tên Hiển, hoặc là nếu gọi trong chỗ làm tôi đó thì tôi tên là David. Xin cảm ơn quý vị. Và đây là số điện thoại ở bên Sydney, Australia, đúng không? Dạ. Anh đọc lại một lần nữa dùng số điện thoại. Quý vị thì gọi cho tôi là 61, đó là tôi không biết nói tiếng Việt là country code. Rồi cái số điện thoại di động của tôi á là 418 230 154. Nếu được tôi sẽ trình bày cho quý vị rõ. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn anh. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.